Thưa quý vị và các bạn, khí thế ngày Tết đang tràn đến mọi nhà và mọi nơi. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự cho nhân dân trên địa bàn vui xuân đón Tết, Công an huyện Tam Đường đã chủ động tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để nhân dân đón một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc và an toàn hơn. Xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời điểm cuối năm, dịp Tết là nhiệm vụ hết sức quan trọng vì trong những tháng giáp Tết, tình hình tội phạm sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Trong đó, đáng chú ý là các loại tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng. Nên ngay từ cuối tháng 12 năm 2017, Ban Chỉ huy Công an huyện Tam Đường đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phương án phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh, chấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Có mặt tại đội cảnh sát điều tra tổng hợp Công an huyện Tam Đường vào những ngày giáp Tết, chúng tôi nhận thấy không khí làm việc khẩn trương của cán bộ chiến sĩ trong đội đang giải quyết những vụ việc để đảm bảo không tồn đọng các vụ án. Do đó, từ khi Công an huyện triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm, đến nay, đội cảnh sát điều tra tổng hợp Công an huyện Tam Đường đã tiếp nhận 18 vụ việc các loại, thì đến nay cả 18 vụ việc đều đã được giải quyết triệt đề. Được sự phân công của Ban Chỉ huy Công an huyện, đội điều tra tổng hợp Công an huyện Tam Đường có 3 giải pháp chính để giải quyết những cái vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trong dịp Tết. Thứ nhất là chúng tôi tiến hành tuyên truyền, giáo dục cho người dân về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng phạm tội. Từ đó người dân có cái biện pháp để bảo vệ tài sản cũng như là tính mạng sức khỏe của mình. Thứ hai là chúng tôi tiến hành làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp ở trên địa bàn để tuyên truyền giáo dục cho họ về những cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng hoạt động phạm tội và ký kết những cái kế hoạch cùng phối hợp tuần tra kiểm soát để phòng chống cái tình trạng trộm cắp tài sản xảy ra tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Và thứ ba là chúng tôi tăng cường lực lượng thường trực chiến đấu 24/24 để giải quyết những cái vụ việc còn tồn đọng cũng như là cái vụ việc sẽ xảy ra trong cái dịp Tết này. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự về ma túy, kinh tế và môi trường cũng tăng cường cán bộ chiến sĩ, lực lượng trinh sát bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án tiền sự, các đối tượng có biểu hiện phạm tội, tiến hành kiểm danh, kiểm diện, lập hồ sơ đưa vào quản lý, phòng ngừa các hoạt động phạm tội, không để hình thành các ổ nhóm gây mất tình hình an ninh trật tự tại cơ sở, nhất là những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018, thì lực lượng cảnh sát hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Tam Đường đã triển khai cho cán bộ chiến sĩ trinh sát trực tiếp xuống bám nắm địa bàn, nắm đối tượng, quản lý tốt các đối tượng, những đối tượng tù tha về, các đối tượng chấp hành án ngoài xã hội. Ngoài ra thì lực lượng hình sự ma túy cũng phối hợp tốt với công an các xã, thị trấn, làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cả ngày cũng như đêm. Song song với đó là nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Tam Đường cũng tiến hành tổ chức lễ gia quân đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông như không có giấy phép lái xe, lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định, uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông, nhằm kiềm chế đến mức thấp nhất tình hình vi phạm cũng như giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn, giúp người dân khi tham gia giao thông dịp Tết Nguyên đán an toàn hơn. Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội đầu xuân 2018, chúng tôi đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy Công an huyện xây dựng kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cũng như tăng cường công tác tuần tra nhằm phục vụ cái nhu cầu đi lại thuận tiện cho quần chúng nhân dân. Chúng tôi tăng cường phương tiện, lực lượng tập trung tuần tra kiểm soát để xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp về vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định, rồi đi ngược chiều. Tập trung vào địa bàn trọng điểm, nơi diễn ra các cái sự kiện, rồi các cái lễ hội văn hóa, rồi các cái tổ chức các cái vui chơi như khu vực thị trấn Tam Đường, khu vực động Tiên Sơn, rồi các cái khu vực tham quan của Sì Thâu Chải, của xã Hồ Thầu, khu vực Bản Hòn, rồi tập trung nhằm kiềm chế cái mức cái số vụ tai nạn thông thấp nhất. Cùng với lực lượng công an tỉnh và huyện, công an các xã thị trấn cũng đã thực hiện nghiêm túc cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết. Đặc biệt là đối với các địa bàn như thị trấn Tam Đường,
nơi tập trung các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, các cơ quan đơn vị của huyện đóng trên địa bàn, nên việc đảm bảo an ninh trật tự là vô cùng quan trọng. Do đó, Công an thị trấn Tam Đường thường xuyên phối hợp với các tổ đội nghiệp vụ, Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ tài sản cho các cơ quan đơn vị cũng như người dân trên địa bàn trong dịp Tết. Thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán của Ban Chỉ huy Công an huyện và căn cứ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn, thì trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, trước, trong và sau dịp Tết sẽ tình hình an ninh trật tự sẽ có cái nhiều yếu tố phức tạp và các cái loại tệ nạn sẽ có cái chiều hướng gia tăng. Chính vì thế, lực lượng công an thị trấn đã phối kết hợp với các cái đội nghiệp vụ công an huyện, đồng thời là tăng cường tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân, để cho nhân dân là trước hết là nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ lấy cái tài sản của mình. Việc thứ hai nữa là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn, đặc biệt là các cái khu vực mà có các cái trụ sở như huyện ủy, ủy ban nhân dân, kho bạc, ủy ban nhân dân huyện, kho bạc nhà nước huyện. Thì lực lượng công an thị trấn và ban bảo vệ dân phố đã phối kết hợp tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là vào các cái giờ giới nghiêm như là các cái thời điểm mà nhân dân nghỉ để vui đón xuân Tết và một số hộ gia đình về xuôi ăn Tết, đồng thời là các cái cơ quan cũng nghỉ về ăn Tết. Thì lực lượng công an thị trấn và ban bảo vệ dân phố tăng cường công tác tuần tra các cái khu vực này, đồng thời là tăng cường công tác quản lý các cái đối tượng nghiệp vụ và đối tượng nghiện trên địa bàn, gọi hỏi răn đe rồi là đưa vào danh sách quản lý để đảm bảo cho nhân dân đón cái Tết cổ truyền tiết kiệm, lành mạnh, đảm bảo về tình hình an ninh trật tự.